Ngày 9 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu với sự gặp gỡ trực tiếp giữa đại diện cơ quan đơn vị nhận đỡ đầu và các em nhỏ được nhận đỡ đầu. Đây là hoạt động nhằm góp phần chăm lo cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành tổ chức thì hướng đến hai cái nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là các em mồ côi cha mẹ hoặc là cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng COVID-19, và thứ hai là các em mồ côi cả cha lẫn mẹ do những cái lý do khác. Chương trình Mẹ đỡ đầu thì sẽ vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ bằng hiện vật, tiền hoặc là bằng nhu yếu phẩm. Thì cách thức hỗ trợ là có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý, thì các đơn vị sẽ hỗ trợ cho các em để các em có tiếp tục duy trì cái cuộc sống hàng ngày và việc học tập, phục vụ cho việc học tập của các em. Những em được nhận đỡ đầu từ chương trình Mẹ đỡ đầu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số này có em đã mồ côi sau bỏ bệnh, nay đã tiếp tục mồ côi mẹ do COVID-19 nên không còn nơi nương tựa hoặc sống với bà, vừa đi học vừa bán vé số nuôi bà và nuôi thân. Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Châu Thành cho biết, họ đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho một trường hợp ở xã Quế Thành. Sau khi ông bà qua đời, em này sống một mình và đã bỏ học. Ngoài việc vận động em đi học trở lại và làm thủ tục xin cho em vào làng SOS, hội còn trang bị điện thoại cho em có điều kiện học online. Hôm nay nhìn thấy các em được nhận những cái sự quan tâm, sự chăm lo của các mạnh thường quân, thì với góc độ là hội khuyến học và phòng giáo dục, tôi cảm thấy là rất là ấm lòng. Và hội khuyến học của chúng tôi thì cũng đã góp một phần nhỏ trong cái việc hỗ trợ đỡ đầu cho một bé. Thì tôi hy vọng rằng là với cái chương trình mà mang cái tính nhân văn này thì hội phụ nữ sẽ còn kêu gọi được rất là nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm để đồng hành với chương trình và giúp được nhiều em có cái hoàn cảnh mồ côi được chăm sóc, được giúp đỡ như thế này. Trong chương trình Mẹ đỡ đầu đợt 1 do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức, đã có 3 cơ quan doanh nghiệp nhận làm mẹ đỡ đầu, gồm Hội Phụ nữ, Công an huyện Châu Thành, Hội Khuyến học huyện Châu Thành và Công ty Cổ phần Phát triển Thực phẩm Vifarm. Xuất phát từ cái tâm của những người lãnh đạo cũng giống như là tất cả toàn thể nhân viên của công ty, thì họ đều có cái cảm nghĩ là tại trong cái thời kỳ xã hội mà đang khó khăn do dịch bệnh Covid, thì những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì giống như là họ đã khó khăn rồi mà còn bị dịch bệnh thì ảnh hưởng rất nhiều, nên là giống như công ty cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm chung với xã hội thì để hỗ trợ họ một phần nào đó, giống như là nói chung là cái đỡ đầu thì cũng hỗ trợ không có nhiều, nhưng mà cái tâm của những người lãnh đạo, họ sẵn sàng hướng tới xã hội thì họ luôn giúp đỡ những cái khó khăn đó. Theo thống kê sơ bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, ngoài những trường hợp mồ côi cha mẹ do COVID-19, còn 9 trường hợp mồ côi cha mẹ khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và con số chính thức có thể còn cao hơn nhiều. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đang tiếp tục tìm nguồn vận động để thực hiện các chương trình mẹ đỡ đầu đợt 2, đợt 3. Trong đợt 1, dù chỉ mới có 5 em được nhận đỡ đầu, nhưng với mục tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành hướng đến là chăm lo lâu dài cho các em. Sau đợt 1 của chương trình, hy vọng thông điệp về sự san sẻ yêu thương sẽ được lan tỏa để có thêm nhiều tổ chức, cá nhân tham gia làm mẹ đỡ đầu cho những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.